Chào em. Em học chuyên ngành gì ra nhỉ? Em học quản trị nhân lực ạ. Học đến bây giờ là em học cô là được bao nhiêu lâu rồi? Em ấy học cô được hình như hơn 2 tháng như vậy ạ. Cô nhớ không nhầm thì là vào mùa mấy tháng 7 ấy. Đúng rồi, và hình như là giữa tháng 7 ấy ạ. Nếu mà thế thì giờ mới là tháng 7, tháng 8, tháng 9. Được được hơn 2 tháng rồi. Thế bây giờ em học xong cái phần tổng hợp rồi đúng không? Vâng ạ. Thế buổi hôm nay thì cô sẽ test lại tổng quan hết các cái phần tổng hợp để xem em nắm được những cái gì rồi. Thì ở trong chương trình học của cô thì có loại hình dịch vụ này, loại hình thương mại, loại hình sản xuất, một bộ là của nhà hàng với một bộ của xuất nhập khẩu. Thì bây giờ vào cái bộ đầu tiên là về loại hình dịch vụ. Thì em được học quyển số 1 là loại hình dịch vụ không có yếu tố vật tư. Quyển số 2 là loại hình dịch vụ có yếu tố vật tư. Đấy thì bây giờ em có thể nói cho cô biết các cái nghiệp vụ phát sinh phổ biến ở trong hai cái quyển đấy mà em học được. Đấy thì đầu tiên là nó sẽ có các cái nhóm chi phí phát sinh chung mà doanh nghiệp nào nó cũng có đúng không? Ví dụ như Vâng là ạ. bây giờ các cái chi phí cho quản lý thì gồm có tiền thuê văn phòng này, tiền điện đóm nước nôi này, tiền mua sắm bàn ghế tủ ỷ này, rồi thì người ta có lắp đặt điều hòa hay là thay rèm cửa các thứ. Đấy là những cái phát sinh mà cô thấy nó rất là phổ biến. Thì bây giờ đầu tiên là về cái phần hành chi phí thuê văn phòng nào, em nói cho cô xem nào, nó gồm có mấy trường hợp và khi xảy ra thì mình hạch toán thế nào. Thuê văn phòng thì mình sẽ có hai trường hợp ạ. Trường hợp thứ nhất là mình thuê từng tháng và trả tiền từng tháng thì mình sẽ hạch toán luôn vào chi phí quản lý, đó là nợ 6422 ạ. Còn trường hợp thứ hai đó là khi mà mình thuê nhiều tháng thì mình sẽ hạch toán và cho vào nợ 242. Sau đó cuối tháng khi mình tính phân bổ thì mình sẽ cho vào nợ 6422 là chi phí quản lý ạ. Thế nếu mà thuê nhà của cá nhân mà chúng ta phải nộp thuế thay cho chủ nhà thì hạch toán cái tiền nộp thuế thay đấy vào đâu? Khi mà nộp thuế thay cho chủ nhà đấy thì Nộp nộp thuế thuế thay thay. nhá, thì bây giờ ví dụ như mình đi thuê nhà của cá nhân, đáng lẽ ra là chủ nhà người ta phải nộp ba loại thuế: thuế giá Vâng trị ạ. gia tăng này, thuế thu nhập cá nhân này và thuế môn bài. Thế nhưng mà nếu mà chủ nhà người ta không nộp, người ta ủy quyền cho công ty mình nộp thuế thay á, thì lúc này chúng ta sẽ đi nộp thuế thay. Đấy, và chú ý là trong hợp đồng thuê nhà sẽ phải nói rõ là bên cho thuê ủy quyền cho bên thuê nhà nộp thuế thay. Và giá này là đã bao gồm các loại thuế. À, giá này là chưa bao gồm các loại thuế. Sau đó thì công ty mình đi nộp thuế thay thì công ty mình sẽ được tính cái chi phí đấy vào chi phí của doanh nghiệp mình. Đấy, và khi mà đi nộp thuế thay thì tại vì là cái thuế này nó đánh trên từng lần trả tiền nhà ấy. Ví dụ như bây giờ em trả tiền một tháng thì nó đánh trên số tiền một tháng đấy. Còn nếu mà trả tiền nhiều tháng thì nó đánh trên số tiền nhiều tháng. Thế nên là nếu mà em trả tiền một tháng thì cái tiền nộp thuế thay này em hạch toán luôn là 642 nhá. Còn nếu mà em trả tiền nhiều tháng thì cái tiền nộp thuế thay này em cũng hạch toán vào 242. Nói chung là nó được cộng với chi phí thuê nhà. Đấy, bình thường các em đi nộp thuế thì cứ hiểu rằng là tại vì mình phải nộp thuế giá trị gia tăng mấy cả nộp thuế thu nhập cá nhân thì nhiều em lại định khoản là nợ 3331. Đấy là cái phần thuế giá trị gia tăng. Thế nhưng mà cái này là thuế nộp thay chứ không phải là thuế giá trị gia tăng của công ty mình. Thế nên là không được hạch toán là nợ 3331 nhé. Vâng Đấy, bình ạ. thường nếu mà em bán hàng ấy, em bán hàng thì em sẽ hạch toán là nợ 131, có 511, có 3331. Sau đó thì mình sẽ đối khấu trừ với đầu vào. Nếu mà còn dương đầu ra thì mình phải đi nộp. Thì khi mà em đi nộp cái thuế này thì mới là ghi nợ 3331. Nhưng mà đây là nộp thuế nộp thay cho chủ nhà. Thế nên là mình sẽ cộng được cộng vào chi phí tiền thuê nhà nhé. Vâng ạ. Đấy. Thì đấy là cái phần hành về thuê nhà. Thế còn ví dụ em mua sắm bàn ghế, máy tính, máy in thì em hạch toán vào đâu? Nếu mà mình mua sắm những vật đó mà có giá trị
không không quá 30 triệu thì mình sẽ cho vào phân bổ, cho vào 242, sau đó cuối tháng mình sẽ phân bổ Đấy là trường hợp cho. công cụ dụng cụ có giá trị lớn cần phân Vâng bổ ạ. đúng không? Vâng Thế ạ. còn trường hợp nào nữa? Còn trường hợp là những công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ, ví dụ là nếu nhỏ hơn 1 triệu thì mình sẽ có thể là cho luôn vào chi phí quản lý đó, là 6422. Còn nếu như mà mình nhập công cụ dụng cụ về mà có số lượng nhiều mà chưa dùng đến thì mình sẽ nhập kho và cho vào là nợ 153. Sau đó là khi nào dùng thì mình xuất kho để mình sử dụng ạ. Đúng rồi. Thế còn phát sinh các cái ví dụ như bây giờ bây giờ cô mua một cái máy chiếu là 35 triệu mà bên cô là về đào tạo kế toán, cô mua cái máy chiếu đấy về là cô để phục vụ cho đào tạo. Thì bây giờ em mua cái máy chiếu đấy về thì hạch toán vào đâu? Đầu tiên là mình sẽ xét là máy chiếu này có giá trị là lớn hơn 30 triệu và nó có mang lại cái lợi ích sau này và thời hạn sử dụng khá là lâu thì mình sẽ tính cho vào 242 ạ. Mình tính sau đó mình cho vào 211 ạ. Đúng rồi. Cho vào Đúng rồi. 211 sau đó là mình sẽ phân bổ chiết khấu hao và ghi tăng cho nợ 154 ạ, là mình dùng vào phần đào tạo ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. À, chú ý là dùng từ khấu hao, không dùng từ phân bổ nhé. Vâng Tài ạ, vâng sản ạ. cố định thì sẽ dùng từ là khấu hao. Đúng ạ. Đấy. Như vậy là cái phần hành mà mua sắm nó lại sẽ được chia ra làm hai phần, tài sản cố định và công cụ dụng cụ đúng không? Đấy, và tài sản ạ. cố định thì em phải nhớ rõ ba điều kiện này. Thế còn về công cụ dụng cụ thì nó sẽ có ba trường hợp. Một là giá trị lớn cần phân bổ mà không nhập kho thì cho vào 242. Còn nhập kho thì mình cho vào 153. Còn một trường hợp nữa là giá trị nhỏ mà mình xét thấy không cần thiết phải phân bổ. Nếu mà mình dùng ở bộ phận quản lý thì mình cho luôn vào chi phí quản lý đúng không? Vâng ạ. Thế còn đối với công ty tổ chức sự kiện thì em tập hợp giá vốn như thế nào? Công ty tổ chức sự kiện thì mình sẽ tập hợp giá vốn vào 154 và mình có thể là chi tiết cho từng sự kiện đó. Sau đó thì mình sẽ tập hợp sang 632 để tính là chi phí ạ. Ok. Thế còn nếu mà bây giờ không phải là công ty tổ chức sự kiện mà cho em sang công ty du lịch thì liệu em có làm được không? Đã có ạ, thì hai cái đó thì nó cũng là công ty liên quan đến dịch vụ và không có yếu tố vật tư thì mình cũng làm tương tự như thế này với các đầu mua đấy ạ, và sau đó thì mình cũng hạch toán ví dụ là ví dụ như từng tour du lịch một thì mình sẽ cho chi tiết sang 154 và mình tập hợp vào đó ạ, sau đó cuối tháng thì mình tập hợp vào 632 để tính tầm muốn Đúng rồi. Đấy, mình cứ ạ. hiểu bản chất, mình cứ hiểu bản Vâng. chất thì sang công ty nào mình cũng làm được thôi đúng không? Đấy. Thế thì đấy là công ty dịch vụ không có yếu tố vật tư thì nói chung là em hiểu bản chất của cái nhóm 154 là được rồi. Đấy, còn đâu những cái phát sinh khác thì gần như là công ty nào nó cũng có phát sinh thì sau này nó được lặp lại ở rất nhiều loại hình đúng không? Thế Vâng. còn bút toán tính lương cuối tháng. Bút toán tính lương cuối tháng thì mình sẽ hạch toán là nợ 334 và có cho tài khoản thanh toán. À, bút toán tính lương thì mình sẽ ví dụ như là tính lương cho từng bộ phận ạ. À, ví dụ như là tính lương cho bộ phận quản lý thì mình sẽ ghi là nợ 6422. Bộ phận bán hàng là 6421 và mình sẽ ghi có cho 334 ạ. Khi nào mà trả lương thì mình sẽ ghi là nợ 334 và có cho tài khoản thanh toán ạ. Vì quyển số 1 cho đến quyển số 4 là kế toán lớp cô Quỳnh đang dạy theo thông tư 133. Thế nên là em ý đang trả lời theo thông tư 133 các bạn nhé. Đấy, thì lúc này là liên quan đến lương thì nó sẽ có là đối với công ty dịch vụ thì thông thường cô dạy các em là nó sẽ có 3 bộ phận. Bộ phận quản lý này, bộ phận bán hàng thì thông thường là ví dụ công ty mà có đội ngũ kinh doanh marketing. Còn nếu mà công ty mình không có cái đội ngũ đấy thì không có chi phí bán hàng mà chỉ có chi phí của bộ phận dịch vụ nữa thôi. Thì bộ phận dịch vụ thì ví dụ như là công ty tổ chức sự kiện thì tất cả những con người mà để phục vụ cho sự kiện ấy. Đấy, hoặc là ví dụ công ty du lịch thì nó sẽ có người quản lý điều hành tour hay là hướng dẫn viên du lịch. Đấy, hoặc là như bên cô thì sẽ có đội ngũ giáo viên đúng không? Đấy, thì đấy là những cái bộ phận mà các em phải hạch toán vào bộ phận dịch vụ.
Bộ phận quản lý thì nó gồm có những bộ phận nào? Để mà hạch toán vào chi phí bộ quản lý thì thông thường công ty mình sẽ có những cái bộ phận nào là mình sẽ cho vào chi phí quản lý? Ví dụ như là bộ phận kế toán ạ, kế toán này, nhân sự ạ, nhân sự. Thông thường thì công ty mình sẽ có ban giám đốc này, phòng kế toán này, phòng quản lý hành chính này, phòng hành chính nhân Vâng. sự này, hay là lễ tân này. Đấy, thì những cái bộ phận đấy thì thuộc về bộ phận quản lý nhá. Thì khi Vâng. mà vào đến một công ty dịch vụ thì em sẽ phải phân biệt xem nào đâu là những bộ phận quản lý, đâu là bộ phận dịch vụ. Em phân biệt cho cô giữa loại hình dịch vụ không có yếu tố vật tư với cả loại hình dịch vụ có yếu tố vật tư. Loại hình dịch vụ có yếu tố vật tư là loại hình mà mình có các cái liên quan đến các cái nguyên vật liệu Đúng rồi. ạ, và liên quan đến Nguyên các vật nguyên vật liệu liệu. thì nó có mấy trường hợp nào? Mua về nhập kho thì hạch toán vào đâu? Không nhập kho thì hạch toán vào đâu? Mua về nhập kho thì mình sẽ hạch toán vào 153, à không ạ, đúng rồi, 152 ạ. 152 chứ. Vâng, 152 ạ. Thế còn ví dụ như trường hợp mà không nhập kho mang bây giờ là công ty đi lắp đặt điều hòa mà bây giờ mình mua các cái vật tư mình đem thẳng đến công trình lắp đặt thì hạch toán vào đâu? Nếu mà thế thì mình sẽ hạch toán vào có thể là vào cái chi phí mà lắp đặt luôn đúng không ạ? Nhưng mà cụ thể là tài khoản nào? Mình mua hàng chắc là phải, và chi phí là 642 nữa. Không, liên quan đến dịch vụ thì nó vẫn vào 154 chứ em. Vâng, Đúng đúng không? rồi, đúng rồi ạ. Đầu tiên mình mua vật tư về mà nếu như mình nhập kho thì mình cho vào 152. Sau đó Vâng. mình xuất kho ra để mình phục vụ cho dịch vụ thì lúc đấy mình sẽ ghi nợ 154 có 152. Còn nếu như trường hợp mà không mua vật tư về nhập kho mà mình đi mua xong mình đem thẳng đến công trình thì em hạch toán luôn vào 154 luôn. Đấy. Như vậy là cái công ty dịch vụ không có yếu tố vật tư mới có yếu tố vật tư là nó chỉ khác nhau thế thôi. Đúng không? Đấy, thế còn Vâng. lại thì các cái chi phí khác thì nó vẫn tương tự. Mấy cả cái yếu tố mà cấu thành nên giá vốn thì nó gồm có mấy yếu tố? Công ty dịch vụ có yếu tố vật tư thì nó gồm có mấy yếu tố cấu thành nên giá vốn? Có 3 yếu tố cấu thành nên giá vốn ạ. Nhất đó là về chi phí nguyên vật liệu, Đúng rồi. chi công và chi phí sản xuất chung ạ. Ok, đúng rồi. Thì nếu mà ba cái yếu tố đấy em hạch toán theo thông tư 133 thì em hạch toán vào những tài khoản nào? Chi phí nguyên vật liệu thì mình sẽ cho vào 1541, chi phí nhân công thì mình sẽ cho vào 1542, và chi phí sản xuất chung thì sẽ cho vào 1543, là Đúng theo rồi. thông tư 1. Thế còn đối với công ty vận tải thì em căn cứ vào đâu để em tập hợp giá vốn? Công ty vận tải thì mình sẽ theo dõi, mình sẽ xây dựng được định mức ạ, Đúng rồi. định mức, và Định mức vì theo định mức theo đầu xe đúng không? Theo loại xe. Sau đó thì dựa vào cái gì nữa? định mức này, Làm sao để mình biết được là cái xe đấy trong tháng nó đi bao nhiêu cây số? mình sẽ theo dõi lịch trình xe ạ, Đúng rồi. từng đầu Đấy. xe Em để sẽ mình phải tính dựa vào hai thứ đó là định mức xăng dầu ạ. và nói chung là định mức thì đối với công ty vận tải thì nó sẽ có định mức xăng dầu với cả định mức về cả việc mà xăm lốp nữa. Xăm lốp Vâng. nó cũng sẽ phải có định mức. Đấy. Ví dụ như đi bao nhiêu cây số thì sẽ phải thay và đi đường bằng hay là đi đường rừng núi gập ghềnh thì nó sẽ phải có xây dựng cái định mức đấy. Thế còn ngoài ra thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái lịch trình của xe thì mình mới biết được là cái xe đấy nó đi những cung đường nào, nó đi bao nhiêu cây số thì để chúng ta xác định cái phần xăng dầu theo định mức. Còn nếu như bây giờ mà có cái phần mà xăng dầu vượt định mức thì
có được tính vào chi phí khi hạch toán thế nào? Xăng dầu vượt định mức thì mình sẽ xăng dầu vượt định mức ạ. Bây giờ nha, ví dụ như em có một cái hóa đơn xăng dầu thì em hạch toán vào đâu? Hóa đơn xăng dầu thì mình sẽ cho vào chi phí nguyên vật liệu ạ. Ghi nợ 1541 đúng không? Đấy. Đúng ạ. Thì cuối cùng thì cái 1541 đấy nó sẽ vào đâu? 1541 sẽ vào 632. Đấy. Và Thì khi mà em xác định vào 632 là em phải phân biệt hợp cái nào là hợp lý trong định mức thì nó mới là giá vốn hợp lý. Còn nếu mà cái nào vượt định mức là giá vốn không hợp lý nhá. vâng ạ. Đấy, thì em sẽ phải phân biệt như thế để đến lúc mà mình xác định nghĩa vụ thuế là mình phải bóc cái phần chi phí không hợp lý ra. Đấy, thì đấy là những cái cô lưu ý ở cái loại hình dịch vụ. Thế còn em phân biệt cho cô giữa công ty dịch vụ với công ty thương mại nó khác nhau ở chỗ nào? Công ty thương mại là mình bán các cái sản phẩm ạ, mình nhập à mình mua về và mình bán các sản phẩm đấy Thì ạ. mình dùng tài Và khoản nào? mình dùng tài khoản là 156 ạ. Đúng rồi. Còn vụ thì mình sẽ dùng 154 ạ. Đúng rồi. Đấy, thì đấy là cái sự khác biệt. Công ty thương mại là mình cứ mua mặt hàng này về mình bán mặt hàng đấy đi. Thì cái mặt hàng đấy được gọi là hàng hóa. Đấy, và hàng hóa thì mình sẽ cho vào tài khoản 156. Như vậy là ở công ty thương mại nó sẽ có kho hàng hóa. Còn công ty dịch vụ có yếu tố vật tư thì nó sẽ có kho vật tư. Đấy, còn công ty dịch vụ không có kho thì nó sẽ chỉ có vào tài khoản 154 thôi. Đấy. Vâng ạ. Và công ty thương mại thì em phải chú ý các cái phân hệ mua hàng, bán hàng đúng không? Vâng Đấy, ạ. thì bây giờ em đã phân biệt được ví dụ như chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán nó khác nhau ở chỗ nào chưa? Rồi ạ, chiết khấu thanh toán thì mình sẽ là mình Nếu sẽ mình được được hưởng vâng ạ, thì mình thì điều kiện là mình điều kiện được hưởng đó là thanh toán trước thời hạn ạ. Và cái chiết khấu đấy thì sẽ được tính trên cái giá thanh toán ạ. Còn về khi hạch toán thì hạch toán vào đâu? hạch toán thì nếu mà là người mua thì mình sẽ hạch toán là nợ 156. Và cái phần chiết khấu được hưởng thì mình sẽ cho vào có 711 hoặc là 515 ạ. Không, sao lại có 711 được? Không, À, không chứ mình cho. Tức là bây giờ em mua hàng hóa thì em cứ ghi tăng hàng hóa bình thường. Đến khi đúng em ạ. được hưởng chiết khấu thì một là người ta trừ công nợ cho mình ấy. Hai là À. lúc trước mà mình thanh toán rồi thì bây giờ người ta sẽ trả lại tiền cho mình cái phần chiết khấu đấy. Thì mình Vâng. sẽ ghi tăng tiền lên và ghi có cho tài khoản gì? 515 ạ. Thế sao vừa xong lại nói đến 711 thế? Em nghĩ là em tưởng là nếu mà như vậy thì mình chiết khấu đấy mình cho vào 711 và Không, thì cũng cô dạy cái khoản này là em chỉ cho vào 1515 thôi chứ. Chỉ khi nào mà em được nhận biếu tặng thì cái phần biếu tặng đấy mới cho vào 711 nhá. vâng ạ. Khi nào mà em được nhận biếu tặng không điều kiện ấy. Đấy, thì cái đấy em mới cho vào 711, phân biệt như thế cho cô. Thế còn chiết khấu thương mại, em thử nói về chiết khấu thương mại cô xem nào. Chiết khấu thương mại thì là do mình mua hàng với cả số lượng lớn ạ. Và chiết khấu này thì sẽ được giảm giá tính luôn trên giá bán ạ. Và chưa bao gồm thuế VAT ạ. Thì khi nó có mấy trường hợp xảy ra nhỉ? Có hai trường hợp xảy ra Trường hợp 1. giảm giá hàng bán và hàng Không, bán chiết khấu thương mại nó sẽ có là chiết khấu trên từng hóa đơn và chiết khấu vào cuối chương trình. Cuối chương trình ví dụ như bây giờ công ty bán họ đưa ra chương trình là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 công ty nào mà mua đủ 100 triệu tôi sẽ chiết khấu cho anh 10%. Thì bây giờ có những trường hợp là mình ra mình mua đủ 100 triệu ngay thì người ta chiết khấu cho mình luôn trên từng hóa đơn. Thì khi đó thì bên bán với bên mua sẽ hạch toán thế nào? Nếu mà là bên bên mua thì mình sẽ ghi tăng cho một nợ 156 ạ.
Còn khi mà chiết khấu được hưởng thì mình sẽ ghi là nợ cho tiền và có trong 1 năm 6. Không, em vẫn chưa nghe kỹ chỗ này trong phần lý thuyết, em phải nghe lại nhá. Tức là nếu mà chiết khấu trên từng hóa đơn thì hai bên mua bán chỉ hạch toán số sau chiết khấu thôi. Vâng. Em sẽ không ghi có cho 156 trong trường hợp này đâu. Cô lấy ví dụ nha. Chương trình là 100 triệu thì bây giờ mình ra cái là mình mua đủ 100 triệu ngay. Thì bây giờ khách hàng người ta sẽ bây giờ người bán người ta sẽ trừ cho em, ví dụ 100 triệu là trừ đi chiết khấu 10% là 10 triệu thì em chỉ phải trả 90 triệu thôi. Như vậy thì lúc này em chỉ ghi nợ 156 là 90 triệu thôi. Chứ em không ghi cả 100 triệu để sau rồi em lại ghi có cho 156 10 triệu đâu. Cái ý này là em phải nghe lại nhá. Vâng. Như vậy là cái ý này là chiết khấu thương mại thì nó sẽ có là chiết khấu trên từng hóa đơn này và chiết khấu vào chữ cuối chương trình. Thì bây giờ giả dụ như bây giờ vẫn là 100 triệu đấy nhưng mà hôm nay cô ra mua có 50 triệu thôi. Xong đến người ta đưa ra chương trình là từ mùng 1 đến mùng 10. Thì bây giờ cô ra ngày mùng 5 cô mua có 50 triệu. Thì về em vẫn phải hạch toán đủ 50 triệu. Thế sau đó đến ngày mùng 10 cô ra cô mua đủ tiếp 50 triệu. Thì lúc này hai cái hóa đơn đấy em vẫn phải ghi đủ 50 triệu. Thế sau đó đến lúc mà mình được hưởng chiết khấu ấy thì người ta thì mình sẽ hạch toán, trong trường hợp này mới hạch toán là có 156. Đấy, và sau đó thì em sẽ phải giảm giá hàng nhập chứ lúc trước mà em đã nhập kho ấy, ví dụ như bây giờ đơn giá là 10 triệu mà chúng ta mua 10 sản phẩm là được đủ 100 triệu. Nhưng mà lần thứ nhất em ra em mới mua có 5 sản phẩm thôi. Thì cái 5 sản phẩm đấy em về em nhập kho, em vẫn đang nhập kho với đơn giá là 10 triệu đúng không? Thế Vâng. nhưng mà đến khi em được hưởng chiết khấu này thì vì người ta giảm giá cho mình mà. Người ta cho mình hưởng cái khoản chiết khấu thương mại. Thì lúc này em ghi có cho 156 đúng không? Thì có nghĩa Vâng. là mình lúc này mình sẽ phải chia đều cái đơn giá hàng nhập kho, mình làm giảm giảm cái đơn giá hàng nhập kho xuống ấy. Có nghĩa là trong trường hợp này em mới được ghi có cho 156. Chứ còn trường hợp thứ nhất là không nhá. Trường hợp thứ nhất là chỉ hạch toán số sau chiết khấu thôi. Bên bán bên mua đều hạch toán theo số sau chiết khấu nhá. Đấy, Vâng còn ạ. còn khi nào mà mình mua nhiều lần sau đó mình mới được hưởng chiết khấu thì đến cái lần mà người ta xuất hóa đơn cho mình được hưởng chiết khấu đấy thì em dựa vào cái đấy em mới hạch toán có cho 156. Thế còn mua hàng trả góp trả chậm thì bút toán là thế nào? Mua hàng trả góp trả chậm. Nếu mà mình là người mua thì mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ ghi nợ 156, nợ 242, nợ 1331. 242 là cái gì đấy? 242 là ví dụ như là mình để mình phân bổ ạ. Cái lãi trả chậm. Vâng, lãi trả chậm đấy ạ. Chậm một tháng ạ, Lãi trả trả chậm chậm. Đấy, thì tóm lại là khi mà mình mua hàng trả góp trả chậm thì nó sẽ phát sinh cái lãi trả chậm. Đấy, thì vâng. nó chỉ có khác cái là có lãi trả chậm thì em hạch toán vào 242 thôi, đúng không? Thế sau đó thì cái 242 về định kỳ thì em phải làm gì? Phải phân Phân bổ bổ vào định đâu? kỳ. Đó. Mình sẽ ghi là nợ 632, nợ 635 và có cho 242 ạ. Đúng rồi. Thế còn đứng ở góc độ là người bán. Đứng ở góc độ là người bán thì bán hàng thì mình sẽ ghi nhận doanh thu ạ. Mình sẽ ghi là 131 này, có cho 511 này, có cho 331 và có cho 3387 là cái phần lãi trả chậm ạ. Đúng rồi. Doanh thu rồi thì mình phải ghi nhận giá vốn ạ. Giá vốn thì mình sẽ ghi là nợ 632 và có cho cái hàng hóa là 156 ạ. Và khi mà định kỳ mà họ trả cái lãi trả chậm cho mình thì mình sẽ hạch toán là nợ cho 3387 ạ và có cho 515 ạ. Đúng rồi. Khi mà mình thu được cả tiền gốc về của khách hàng về thì mình sẽ ghi nợ cho tiền ạ và có cho 131 ạ. Nói chung là em khá là chắc đấy. Học trái chuyên ngành mà nắm được những cái vấn đề như thế này là cô thấy là khá là chắc đấy.
Đấy thì nói chung là đối với các cái công ty thương mại thì nó không có nhiều nhiều lĩnh vực như là dịch vụ. Đấy, dịch vụ thì em thấy nào, công ty về tư vấn du học này, xuất khẩu lao động này, rồi thì về truyền thông này, rồi thì về du lịch này, thế rồi thì về các cái dịch vụ đào tạo này, thế rồi thì dịch thuật công chứng này. Nói chung là kể ra thì nó nhiều lắm luôn ấy. Thế nhưng mà công ty thương mại thì nó lại không thế. Công ty thương mại thì nó chỉ có là mua và bán thôi. Còn công ty nào mà nó lớn hơn thì nó phát sinh là chiết khấu, rồi thì giảm giá, rồi thì bán trả góp này khác ấy. Đấy. Thế thì nó lại nhiều phân hệ hơn. Chứ còn nó lại không có nhiều cái kiểu loại hình như là dịch vụ. Đấy. Thế thì đấy là công ty thương mại. Còn ngoài ra thì như bên cô dạy các em hai bộ là đại diện cho hai hình thức bán hàng trên sàn thương mại điện tử thì nó khác với bán hàng thông thường, nó khác ở chỗ nào em phân biệt cho cô? Nó khác là mình sẽ tức là mình sẽ cuối cuối tức là cuối cái tháng mình sẽ phải đối trừ công nợ với cả bên sàn thương mại điện tử. Nhưng khi hạch toán thì nó phát sinh cái tài khoản gì mà nó khác biệt một chút đi. Khi hạch toán thì phát sinh cái tài khoản nó là 1388. Đúng rồi. Vì mình bán qua một khâu trung gian ấy, mà người ta là người thu hộ tiền của mình. Thế nên là nó hơi khác biệt với bán hàng bình thường ở chỗ là nó sẽ có phát sinh các cái khoản thu hộ. Đấy, bên 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 sàn người ta thu hộ mình. Đấy, thì lúc này là chúng ta sẽ có phát sinh cái tài khoản 1388 với cả 3388. Để sau đó thì chúng ta sẽ đối trừ xem là mình còn được thu của bên sàn hay là bên sàn nó phải trả lại thêm tiền cho mình. Đấy, thì nó khác ở chỗ đấy. Thế còn cái hình thức mà bán đại lý đúng giá hưởng hoa hồng thì nó khác với hình thức bán hàng bình thường ở chỗ nào? Là khác ở cái phần mà chiết cái phần hoa hồng cho đại lý Đấy là hưởng ạ. mình, bên mình là bên giao đúng không? Bên mình là bên giao thì mình sẽ có phát sinh cái tiền hoa hồng trả cho bên đại lý. Thế còn như bên đại lý mà bây giờ chúng ta nhận hàng của bên giao đại lý thì có hạch toán không? Không hạch toán ạ, mà mình chỉ để theo dõi thôi ạ, bởi vì mình là bán hộ, Theo tức dõi là ở ngoài sổ sách, sau đó thì đến cuối năm sẽ đưa vào thuyết minh báo cáo tài chính. Đấy, thế và khi mà mình bán được hàng thì cái đấy mình có phải là doanh thu của mình không? cái đấy không phải doanh thu của mình ạ, Ờ. mà cái đấy thu hộ cho bên bên giao đại lý Đúng cho rồi, mình. đấy. Thế rồi thì cái phần doanh thu chính của mình là phần nào? Phần doanh thu chính của mình là cái phần mà hoa hồng mình được hưởng Đúng sau khi rồi. mà mình Đấy, hộ thì đại đấy lý. là các cái hình thức bán hàng thì bên cô đều đưa vào hết đúng không? Thứ nhất là phân hệ thì gần như các em nắm chắc hết tất cả các phân hệ mua hàng bán hàng. Thế rồi thì về hình thức bán hàng, có cái hình thức bán hàng nào khác lạ thì bên cô cũng đưa vào. Chứ còn thực tế cô nói thật là rất nhiều các chị đi làm 10 năm rồi mà khi hỏi xoáy sâu vào các phần hành không nắm được đâu. Tại vì các chị ấy mới chỉ đi làm cho một công ty thương mại đơn thuần ấy. Thế đâm ra là khi mà hỏi vào các cái vấn đề này là không nắm được đâu. Đấy. Thì bây giờ em nắm được chắc thế này rồi là ra vào công ty lớn nhỏ rồi thì người ta liên quan đến ít phân hệ hay là nhiều phân hệ là mình làm được hết. Đấy. Thế còn em nói cho cô quy trình lên giá thành của công ty sản xuất. Quy trình lên giá thành của công ty sản xuất thì đầu tiên là mình sẽ tập hợp vào các đầu tài khoản theo thông tư 200 thì mình sẽ tập hợp sang là 621 cho chi phí nguyên vật liệu, 622 cho chi phí nhân công, 627 cho chi phí sản xuất chung ạ. Sau đó thì mình sẽ tập hợp lại các khoản mục chi phí và mình sẽ tập hợp sang à đấy tập hợp Từ sang 621, 622, 627 thì nó sẽ sang đâu? sang 154 ạ. Ờ. Sau đó 154 thì sang 632 ạ. Ờ, không lên giá thành à? Công ty sản xuất thì phải lên giá thành chứ. À Không đúng được rồi. từ 154 sang 632 luôn. 154 sau đó thì mình sẽ tính cái giá thành
sản phẩm ạ. Tính ra thành thì tức là lúc đấy là mình đang hạch toán vào 155 đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, thì mình Lúc nào trả em lương đúng. bán thì em mới vào 632 chứ. Vâng, đúng ạ, đúng ạ. Sẽ cho là nợ 655 và có cho Thì từ 154 ạ. cái bước mà 154 để mà sang giá thành thì mình cần phải lưu ý những cái công đoạn nào nhỉ? Mình sẽ phải lưu ý với Mình phải kiểm kiểm tra. kiểm tra các cái ví dụ như là sản phẩm, xem là sản phẩm có dở dang hay là hỏng Đúng hỏng gì rồi. không ạ. Thứ nhất là xem có nguyên vật liệu còn thừa hay không. Vâng, Thứ hai đúng là ạ. sản phẩm dở dang. Thứ ba là sản phẩm hỏng. Đấy. Vâng. Thì bây giờ nếu mà nguyên vật liệu còn thừa thì nếu mà chẳng hạn như mình nhập kho thì mình hạch toán thế nào? Nhập kho thì mình sẽ ghi là nợ cho 152 và có cho 154 chi tiết cái sản phẩm đó ra. Chi tiết cái nguyên vật liệu đấy. Nguyên vật liệu đấy ạ. Thế còn đánh giá sản phẩm dở dang thì mình đánh giá theo tiêu thức nào? Đánh giá sản phẩm dở dang thì mình Có mấy phương pháp nhỉ? có 3 phương pháp. Em nhớ, để em nhớ lại một chút. Thôi quên. Bây giờ phương pháp lên giá thành là nó có mấy phương pháp? Phương pháp tính giá thành là có 6 phương pháp ạ. Đúng rồi. Và phương pháp tính sản phẩm dở dang như là có Có 3 phương pháp 4, ạ. có 4. À, 4 ạ. Vâng. Nói chung là cái này thì cô không kỳ vọng là các em sẽ thuộc được hết, mà Cái chỉ đấy cần nó mình nắm được cái quy trình thôi. Bây giờ vâng. đầu tiên là cái việc phương pháp tính giá thành thì cô cũng đã cho các em học tất cả là 6 phương pháp rồi. Thì cô cũng có nói ở trong đấy là phương pháp này nó có cái ưu nhược gì và thường nó được áp dụng cho những công ty sản xuất cái gì. Đấy, Vâng. thì sau này là các em hiểu được cái tính chất nó là như thế rồi. Thế sau đó thì cái quy trình thì đầu tiên là đối với công ty sản xuất thì mình sẽ phải có nguyên vật liệu để sản xuất đúng không? Vâng. Thì nguyên vật liệu sản xuất thì mình mua về, nếu mà có nhập kho thì mình sẽ cho vào tài khoản 152. Đến khi mà mình xuất ra cho sản xuất thì mình sẽ dựa vào lệnh sản xuất. Đấy, sau đó thì mình sẽ xuất kho. Đấy, xuất kho thì mình phải xem đối tượng ấy, mình đang sản xuất cái gì thì mình sẽ phải chọn đối tượng cho nó đúng không? Không Đấy, ạ. thì lúc này xuất ra cho sản xuất thì từ 152 nó sẽ được sang 621. Ghi nợ Vâng. 621 có 152. Đấy, nhân công trực tiếp thì sẽ là 622. Chi phí sản xuất chung là 627. Đấy, và sau đó thì lúc mà mình tập hợp từ 621, 622, 627 thì sẽ tập hợp vào 154. Đấy. Và từ 154 thì trước khi lên giá thành là mình phải chú ý kiểm tra nguyên vật liệu, kiểm kê xem nguyên vật liệu có còn thừa không. Sản phẩm dở dang thì mình phải áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang để mình tìm ra cái giá trị của cái sản phẩm dở dang đấy nó là bao nhiêu tiền, để mình còn phải trừ đi đúng không? Vâng. Thế còn sản phẩm hỏng thì chúng ta sẽ có là sản phẩm hỏng có sửa chữa được mới không sửa chữa được. Đấy, thế rồi thì nó trong định mức mấy cả ngoài định mức. Ví dụ như trong định mức thì mình sản xuất 100 cái sản phẩm thì nó phải hỏng hóc vài cái thì cái đấy là không thể tránh được. Thế còn ví dụ như bây giờ nó lại hỏng lên tới tận 3 4 lần định mức thì cái đấy chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Đấy, một là do nhân viên của mình vô trách nhiệm mà làm hỏng như vậy thì sẽ phải quy trách nhiệm ra. Mà khi quy trách nhiệm ra mà trừ lương hay là phạt khung, nếu mà đã có trừ lương phạt khung rồi thì cái phần chi phí đấy không được tính vào giá thành, còn chỉ có cái mà hư hỏng mà nó trong định mức ấy, thì những cái thành phẩm khác phải gánh chịu hết đấy. Thế còn những cái mà vượt định mức nhưng mà công ty mình không quy trách nhiệm được cho ai cả thì bây giờ công ty mình phải chịu đúng không? Đấy, Vâng. thì những cái phần đấy là công ty mình sau này phải bóc theo luật thuế.
nó không cho chúng ta tính, tóm lại là chúng ta sẽ không tính vào giá thành cái phần vượt định mức đấy nhá. Đấy, Vâng. thì các em sẽ sau này mình hạch toán thì cuối cùng mình sẽ phải bóc hết cái phần này ra. Đấy. Thì đối với công ty sản xuất thì đầu tiên là về quy trình tính giá thành này, sau đó là đến phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang này, rồi thì xử lý các sản phẩm hỏng này. Đấy là các em phải lưu ý. Mấy cả công ty sản xuất thì nhiều khi chúng ta còn có những cái sản xuất thử nhé. Ví dụ như bây giờ em vào một công ty mới thành lập, người ta sẽ sản xuất thử, chạy thử máy. Đấy, Vâng. thì các em sẽ nói chung cái này đến tối mai. Tối mai thì các em vào Zoom với cô thì để cô tổng quan lại, thì cô sẽ đề cập đến một số cái phần chuyên sâu hơn một chút. Vâng. Đấy, thì đấy là đối với công ty sản xuất. Thế còn cái loại hình nhà hàng ấy. Đấy, loại hình nhà hàng thì đây nó là một loại hình dịch vụ có yếu tố vật tư, thì nó cũng tương tự như công ty vận tải thôi. Nó chỉ khác nhau về các cái chi phí đúng không? Công ty vận Vâng. tải thì nguyên vật liệu là xăng dầu. Còn đối với nhà hàng thì nguyên vật liệu là thực phẩm. Đấy. Còn công ty vận tải có anh lái xe thì nhà hàng có anh đầu bếp. Đúng không? Vâng. Đấy. Thì nó là một loại hình dịch vụ có yếu tố vật tư. Chỉ có điều là ở nhà hàng thì nó sẽ có thêm đồ uống. Thì Vâng. cái đồ uống đấy em hạch toán vào đâu? Cái đồ uống đấy ạ. Ừ. Đồ uống thì mình đồ uống ví dụ là nếu mà mình Bia làm rượu nước ngọt này. mình cho vào hàng hóa quá ạ, cho vào nội Đấy. một năm quá Thì đối với được nhà hàng thì các cái đấy là các em phải cho vào kho hàng hóa, không được cho vào kho vật vâng tư nhá. vâng Đấy. ạ. Thế rồi thì nhà hàng thì nó có nhiều loại hình. Tóm lại là ví dụ như nhà hàng ăn uống, rồi thì chuyên tổ chức tiệc tùng, hội nghị. Thế rồi thì ví dụ như đơn giản như là quán cà phê đúng không? Nó cũng là một Vâng. loại hình đấy. Thì nó sẽ có là cà phê nước uống. Thì các em tóm lại là phải xây dựng được cái cốt đồ ăn và đồ uống. Đấy, cho mỗi một ly sinh tố hay là mỗi một cái nồi lẩu thì phải có định mức. Đấy, sản xuất thì nó gọi là định mức. Đấy, còn trong cái nhà hàng này thì nó gọi là cốt đồ ăn và đồ uống. Đấy, thì các em Vâng. sẽ xây dựng như thế. Thế mà bây giờ ví dụ như hàng ngày mình đi mua các cái thực phẩm về thì thông thường là mình sẽ những cái thực phẩm như là hoa quả hay là thịt thà cá mú đấy thì nó là kho vật tư mình cho vào 1 năm 2 đúng không? Còn lúc Đúng nào ạ. mình đem ra mình chế biến thì mình sẽ cho vào 1 năm 4. Đấy. Ừ. Thế còn khi mà mình muốn xác định được giá vốn thì mình sẽ phải dựa vào cái định mức. Đấy, ví dụ như bây giờ một ly sinh tố thì gồm có bao nhiêu cái gì cái gì cái gì, thì bây giờ hàng ngày khách vào uống thì chúng ta đánh số bàn, bàn này là uống cái gì, bàn kia là uống cái gì, thì sau này chúng ta phải ghi chép lại đúng không? Thế và chúng Vâng. ta nắm được là trong ngày hôm nay chúng ta bán được 500 ly sinh tố, thì bây giờ chúng ta xác định định mức của một ly là bao nhiêu cái nọ cái bao nhiêu cái kia rồi, thì giờ mình sẽ lấy cái định mức đấy mình lại nhân lên với 500 lên thì mình sẽ tính ra được cái giá vốn của 500 cái ly sinh tố đấy đúng không? Vâng. Đấy. Thế thì lúc này mình có thể tính theo ngày, em có thể tính theo tuần, em có thể tính theo tháng. Đấy, miễn là cứ làm sao mà trong tháng đấy có bao nhiêu doanh thu em phải tính ra được bao nhiêu giá vốn. Đấy, thì nó tùy thuộc vào